Về cái lòng thương của nhân dân Cuba đối với thế giới như vậy, một cái đất nước rất là vui vẻ, rất là hiếu khách, rất là thân thiện, sẵn sàng làm bạn với tất cả các cái nước khác trên thế giới như vậy, mà vẫn có các cái thế lực chống phá. Nó là chứng tỏ gì? Cái chủ nghĩa cá nhân nó luôn luôn tồn tại, nó luôn luôn tồn tại ở bất cứ một cái nơi nào. Về cái tham vọng quyền lực, ích kỷ cá nhân vì lo cho bản thân mình mà thôi, nên là lôi kéo chống phá đó. Những thành phần mà luôn nhìn vô cái thành tựu của người khác để mà tự nhiên không không muốn chiếm làm của mình, mà không có sự hy sinh, không dám hy sinh, không dám bỏ ra bất cứ một cái gì đó. Chỉ chăm chăm là nhìn vào những cái thành tựu và lúc nào cũng muốn đó là của mình, tự nhiên đạp ngang ra rồi quay qua là để mình nắm những cái thành tựu đó. Ở cái thời điểm mà tất cả các cái nước khác trừ các nước xã hội chủ nghĩa còn làm ăn với Cuba, thì tất cả các nước khác trên thế giới không một nước nào chìa cánh tay ra giúp đỡ nhân dân và đất nước Cuba, thì những cái thành phần đó không lên tiếng, không nói là muốn thế này muốn thế kia đó. Và qua cái cuộc biểu tình vừa rồi á, là các cái biểu ngữ là đòi tự do, đòi độc lập, xóa bỏ độc tài đó. Những cái khẩu hiệu đó tụi nó cũng viết được, cái mức độ đê tiện là còn hơn, nói chung là kẻ tám lạng người nửa cân với thằng ba que của Việt Nam mình luôn đó. Một cái đất nước luôn luôn yêu thương con người ở trên cái thế giới này, một cái đất nước mà khi ở đâu gặp khó khăn thì ở đó có bàn tay của con dân họ tới giúp đỡ, mà nó còn kêu là độc tài, mà nó còn kêu là không dân chủ. Nên là những cái luận điệu cực kỳ trơ trẽn của các cái thế lực thù địch, nó chống lại cái chế độ ưu việt xã hội chủ nghĩa đó. Mà đứng đầu là Mỹ, thì ở đây nói thêm các cái luận điệu tự do của các cái thế lực chống đất nước Cuba cũng như các cái thế lực chống đất nước Việt Nam chúng ta, nó đặt lên hàng đầu là cái chữ tự do. Thì tự do tại sao anh lại đi chống phá người ta? Đất nước người ta có thể là đi theo bất cứ một cái con đường nào, miễn đem lại lợi ích cho nhân dân của dân tộc họ, của đất nước họ, theo chế độ tư bản chủ nghĩa hay chế độ xã hội chủ nghĩa, đó là cái quyền tự do. Mà trong khi các anh mở miệng ra nói tự do, nhưng mà các anh lại không muốn người ta có tự do. Một cái điều cực kỳ nghịch lý. Đó là cái một mặt của cái bọn phản động, của các cái thế lực chống phá. Đấy. Ở đây á, không nói là các cái nước theo chế độ tư bản á, thì thằng Mỹ nó không phá, nhưng nó phá mạnh nhất là tập trung vào các nước đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Đấy. Thì tất cả các nước khác á, những cái nước nào mà không theo Mỹ, vì Mỹ á, là tư tưởng bá quyền của nó muốn bá chủ thế giới, nó muốn ngồi lên trên tất cả, nó là anh đại, nó là số 1. Nó nói một thì các nước khác không thể là nói hai đó. Thì những cái nước nào mà không theo ý nó thì nó tìm mọi cách nó lật đổ cái chính phủ đó, một cái đất nước đó. Nhưng ở đây nó tập trung mạnh nhất, chống phá mạnh nhất là về
các nước xã hội chủ nghĩa. Bởi vì cái học thuyết của xã hội chủ nghĩa là nó ưu việt hơn cái chế độ xã hội tư bản chủ nghĩa. Thì tư bản chủ nghĩa càng phát triển thì nó càng bộc lộ ra cái bản chất bóc lột của cái chế độ đó, tạo ra cái sự phân hóa giàu nghèo, phân chia giai cấp, tạo ra cái mâu thuẫn trong xã hội. Thì khi cái chế độ xã hội chủ nghĩa nó còn tồn tại thì nó là một cái tấm gương phản ánh ngược lại cái bản chất xấu xa của chế độ tư bản chủ nghĩa. Cho nên thế giới tư bản đứng đầu là Mỹ, nó luôn luôn muốn xóa bỏ, và nó sử dụng những cái từ những ngữ để bôi nhọ, gọi chế độ chủ nghĩa cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa là quái thai. Đây là một cái chiêu gấp lửa bỏ tay người. Đấy. Theo cái nguyên tắc đó là vào trước là chủ. Nếu là tôi nói trước thì cái phần đúng thuộc về tôi, cái chân lý thuộc về tôi. Còn mặc dù là cái chuyện đó là hoàn toàn là tôi là xuyên tạc, tôi là bôi nhọ các anh, nhưng mà khi tôi nói trước là tôi chiếm tiên cơ. Đấy. Thì ở đây chúng ta thấy được là như ở Việt Nam ta, anh em ta cũng rất là bị động. Vì cái thế lực xuyên tạc nó nói ra rả thì chúng ta mới phản biện lại những cái luận điệu xuyên tạc đó thôi. Để chúng ta luôn luôn đi sau với tụi nó. Đấy. Và ở đây cũng phản ánh một cái thực tế rằng là người tốt thường là họ sẽ không có nói nhiều. Những người chân chính, những người quân tử, họ sẽ không có đặt điều đi nói xấu người khác. Thì những người mà nói xấu người khác á, theo một cái ý nghĩa nào đó thì đó là những cái kẻ tiểu nhân đó. Đại diện cho cái bọn tiểu nhân đó là cái đám ba khoe đu càng của chúng ta, cũng như những cái thành phần phản động của đất nước Cuba đấy. Đó. Hàng ngày, hàng giờ nó ra rả, nó xuyên tạc, nó bôi nhọ, nó nói xấu, nhằm lật đổ cái đất nước, nhằm lật đổ cái chế độ. Đó. Những cái thành tựu chúng ta đạt được, chúng nó nhìn đỏ mắt, nó muốn cướp công. Thì muốn cướp công thì nó phải xuyên tạc, nó phải bôi nhọ, nó hạ thấp cái hình tượng, hạ thấp những cái thành quả, không công nhận cái thành quả. Bọn nó luôn muốn tách ra cái vai trò, vị trí vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản với tất cả các cái tổ chức xã hội ở trong nước, để nhằm phân hóa, lôi kéo, gây chia rẽ. Tạo ra cái mâu thuẫn trong xã hội. Thì khi mà có cái sự mâu thuẫn thì chúng nó có cái chỗ trống để nó thò cái chân vào. Nên là thông qua cái chia sẻ vừa rồi, mặc dù nó cũng chưa lột tả hết tất cả, nhưng mà ở đây thì bữa nay chỉ muốn chia sẻ với anh em về sơ lược về cái lịch sử cũng như quá trình phát triển của nhân dân Cuba, cũng như là cái mưu đồ đen tối của các cái thế lực thù địch chống lại nhà nước, nhân dân Cuba, cũng như là chống lại cái chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới. Chúng ta hiểu được cái bản chất thật của chúng nó. Và đặc biệt đó là trên mạng Facebook của Việt Nam ta, là những cái ngày vừa qua đưa lên rất nhiều cái hình ảnh, từ video cho tới là các cái hình ảnh
là thể hiện cái quá trình là biểu tình của một số cái bộ phận gọi là người dân Cuba, và nó kêu gọi với các cái tích là người dân Cuba đã thức tỉnh và đến bao giờ tới dân Việt Nam. Cái sự so sánh cực kỳ láo toét, cái sự kích động rất là lố bịch. À, ở đâu cũng có người tốt, cũng có người xấu. Những cái thành phần mà hám danh, hám lợi, đam mê quyền lực, sống ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân thì ở đâu cũng có. Cho nên là chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo, hết sức tỉnh táo trước các cái luận điệu lôi kéo của các cái thế lực chống phá. Cái cốt lõi của tất cả mọi cái vấn đề, chúng nó chỉ cần tuân theo ý của Mỹ thôi. Đó. Tức là người Mỹ luôn luôn biến cái thế giới này thành con rối, chỉ đâu là đánh đó, nói A là A, B là B. Đó. Như vậy thì được cho phép tồn tại, thậm chí là luôn miệng là lên tiếng là sẽ bảo vệ thế này, bảo vệ thế kia, nhưng mà thực tế bảo vệ được không á thì chúng ta thấy nhiều rồi. Đó. Việt Nam chúng ta là một ví dụ, Somali, mà vừa mới rồi đây là Afghanistan. Đó. Còn những cái mà như cái đất nước Mỹ kêu là một cái chính phủ độc tài cần phải tiêu diệt, và nước Mỹ đã tiêu diệt được ví dụ như Libya, Ukraine chẳng hạn, Iraq chẳng hạn, nó là chính phủ độc tài. Mà trước khi độc tài, người dân có cuộc sống ấm no, ổn định, có công ăn việc làm. Một cái chế độ chính trị là ổn định. Người dân chỉ có lo cái cuộc sống, lo đi làm thôi. Còn bây giờ như Libya, như Iraq, như Ukraine, suốt ngày bắn giết, người dân sống như trong cái địa ngục trần gian. Thậm chí là người dân Libya là còn bị buôn bán coi như nô lệ, coi như mặt hàng để buôn bán. Buôn bán để làm, bán cho các cái thành phần nó để làm nô lệ. Đấy. Họ phải vượt biên trốn khỏi cái đất nước của họ. Đã xóa bỏ độc tài rồi thì bây giờ thì hưởng tự do đi, đúng không? Trước á, thì lúc nào cũng nghe các cái nước khác, các cái thế lực thù địch á, nó hô hào tự do, phải lật đổ cái chế độ này. Nhưng mà khi lật đổ được rồi thì sao? Sao không hưởng tự do đi? Bây giờ sống không bằng chết, sống ở địa ngục trần gian. Đấy. Cho nên cái lời nói nghe thì nó tốt đẹp lắm, nó văn minh lắm. Thì lật ngược lại, tại sao người Mỹ lại cấm vận Cuba, lại cấm vận Việt Nam? Lấy cái quyền gì? Và như vậy có phải là vi phạm về cái vấn đề thứ nhất là đạo đức không? Cái thứ hai là vi phạm ngay cái vấn đề mà gọi là tự do. Ở cái thế giới bây giờ là thế giới phẳng rồi, nó cái việc mà giao thương buôn bán làm ăn qua lại tất cả vì cái lợi ích về cái nhu cầu của cuộc sống, thì anh đã tuyên bố anh là một cái đất nước tự do, một cái xã hội tiến bộ văn minh, thì cái việc cấm đoán đó của anh nó có tiến bộ, nó có văn minh hay không là một cái thực tế rõ ràng. Như vậy anh kêu gọi tự do, nhưng ai mà không nghe lời anh thì lập tức anh cấm.
Vậy cái sự cấm đoán sẽ không bao giờ có cái chuyện tự do. Đấy. Thì những cái đã không có tự do thì những cái thành phần như ba que, bọn phản động thì kêu gọi cái gì, theo đuôi cái gì. Nên là nhân dân chúng ta cần hết sức tỉnh táo. Chúng ta nhìn những cái bài học ở trước mắt để rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Thế cũng rất là mừng là hiện nay đất nước Cuba đã dẹp được cái đám đó. Về cái biện pháp á, thì tôi cũng không có đồng ý lắm. Nhưng mà ở Cuba thì đã tiến hành là kêu gọi những cái người yêu nước lại xuống đường, cũng thể hiện cái lòng yêu nước của mình, phản đối lại cái đám kia, kêu gọi người dân đoàn kết để ủng hộ đất nước, ủng hộ vị chủ tịch nước của họ, thì làm cho cái thành phần kia, những cái thành phần nhỏ thiểu số không đáng kể ở trong đất nước Cuba phải tách đài. Thì ở đây nói là không đồng ý là tùy thiểu, thuộc theo cái quan điểm thôi. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta thì tốt nhất đó, tin tưởng tuyệt đối vào cái sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, sự điều hành của nhà nước. Thì ví dụ như là chủ tịch nước chúng ta kêu gọi như thế nào thì chúng ta thực hiện như thế đó. Thì ở mỗi cái đất nước, mỗi quốc gia khác nhau thì có cái biện pháp xử lý khác nhau. Nhưng mà cơ bản ở đất nước Việt Nam chúng ta thì chúng ta phải luôn luôn là tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng, những cái sự điều hành của đất nước. Về lịch sử đã chứng minh được rồi, từ khi có Đảng đến nay chúng ta đã đạt được từ những cái thành tựu này tới những cái thành tựu khác. Đến hiện nay chúng ta có những cái chỉ số phát triển đáng tự hào so với các nước khác trên thế giới, và cái cuộc sống thực tế của người dân á là được cải thiện rõ rệt qua từng tháng từng năm như vậy đó. Bỏ ra Đảng nhà nước bỏ ra cái công sức rất là lớn để cho nhân dân ta có được cái sự cải thiện rõ rệt như vậy. Chỉ cần ba thế hệ thôi, ví dụ như thế hệ của bố mẹ chúng ta, thế hệ chúng ta và thế hệ con của chúng ta đã là một trời một vực rồi. Nó chỉ cần so sánh ở trong ba thế hệ trong một cái gia đình chúng ta thôi là chúng ta đã thấy là một trời một vực rồi. Đó là những cái thành tựu của Đảng nhà nước mới có, mới được những cái kết quả như vậy. Đó là cái công lao bao nhiêu, là cái sự hy sinh xương máu của các cái anh hùng giải phóng dân tộc đã nằm xuống. Đó là công lao của Đảng nhà nước và nhân dân cái dân tộc Việt Nam này chung sức đồng lòng mới để cho đất nước ta đạt được những cái thành tựu như hiện nay. Thì chúng ta phải luôn luôn có sự đoàn kết, có sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, đập tan mọi cái âm mưu phá hoại của các cái thế lực thù địch. Chứ chúng ta không thể nào nghe những cái lời ba hoa chích chè, các cái luận điệu của bánh vẽ của các cái thế lực phá hoại gây chia rẽ, mất đoàn kết giữa nhân dân và chính quyền, giữa nhân dân và quân đội, giữa nhân dân và công an, giữa nhân dân và các cơ quan dân chính đảng. Đó. Thì thông qua đây thì cũng muốn nhắn gửi với mọi người như vậy. Rồi dừng ở đây. Chào mọi người.